Chiếc Ducati Scrambler 2023 mới vừa trình làng với hàng loạt trang bị mới. Ở thế hệ thứ hai, Ducati Scrambler được chia thành 3 phiên bản là Icon, Full Tractor và Night Shift. Ducati Scrambler là mẫu mô tô phân khối lớn hiện không còn xa lạ, với người dùng thế giới nói chung, và Việt Nam nói riêng. Trước thềm triển lãm ICMA năm nay, hãng Ducati đã chính thức tung ra thế hệ mới của mẫu mô tô quen thuộc này. Ở thế hệ thứ hai, Ducati Scrambler được chia thành 3 phiên bản là Icon, Full Throttle và Night Shift. Dù ở phiên bản nào, xe cũng dùng động cơ Ducati Desmosuelo chuyên với xi lanh đôi, làm mát bằng gió và dầu, dung tích 803 cc như trước. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 73 mã lực tại tua máy 8.250 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 481 Nm tại tua máy 7.000 vòng trên phút. Trong khi đó, Hộp số của Ducati Scrambler 2023 được cải tiến với bộ ly hợp chống trượt thủy lực. Theo hãng Ducati, vỏ động cơ và các bộ phận mới của bộ ly hợp, hộp số cũng như hệ thống điện tử giúp xe nhẹ hơn 2,5 kg so với thế hệ cũ. Ngoài ra, mẫu mô tô phân khối lớn này còn được trang bị hệ thống điều khiển bướm ga điện tử. Nhờ đó, Ducati Scrambler 2023 có hai chế độ lái là Road và Off hệ thống chống bó cứng phanh ABS khi ôm cua và hệ thống kiểm soát lực kéo Ducati Traction Control cũng được trang bị tiêu chuẩn cho xe. Chưa hết, thế hệ thứ hai của Ducati Scrambler còn có thêm bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu TFT 4,3 in, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh. Bên cạnh đó là hệ thống đèn LED từ trước ra sau được trang bị tiêu chuẩn cho xe, bao gồm cả giải đèn LED định vị ban ngày hình tròn. Thay đổi tiếp theo của Ducati Scrambler 2023 nằm ở khung thép lưới nhẹ hơn và tay đòn thiết kế mới. Giảm sóc, sau cây ABA tùy chỉnh theo tải được đổi vị trí về gần với trọng tâm xe hơn. Trong khi đó, phuộc cây ABA 41mm phía trước không thay đổi. Vành 18 in trước và 17 in sau của xe cũng là trang bị mới, đi với lốp Pirelli MT60S cũng như hệ thống phanh Brembo tiêu chuẩn. Đĩa phanh trước sẽ có đường kính 330mm trong khi đĩa phanh sau là 245mm. Riêng phiên bản Night Sheep sẽ được trang bị vành nan hoa bằng nhôm. Chưa dừng ở đó, Ducati Scrambler 2023 còn được bổ sung bình xăng bằng thép mới. Người mua có thể chọn một trong chín màu sơn cho bình xăng, hoặc phối màu tông xuyệt tông với chắn bùn và ốp xung quanh đèn pha. Cuối cùng là yên cao chỉ 795mm giúp Ducati Scrambler 2023 tiếp tục là lựa chọn phù hợp với nhiều dáng người, nhất châu Á hoặc các nữ biker. Ở phiên bản Icon tay lái mới còn được hạ thấp và gần với người điều khiển hơn. Trong ba phiên bản của Ducati Scrambler 2023, sở hữu ngoại hình thể thao nhất là Full Thruster vì lấy cảm hứng từ xe đua flat track. Ngoài ra, phiên bản Full Thruster còn có tính năng xăng số nhanh và hệ thống xả tơ Mignoni tiêu chuẩn. Ở hai phiên bản còn lại, những trang bị này sẽ nằm trong danh sách tùy chọn. Tại thị trường Mỹ, Ducati Scrambler 2023 có giá 10.995 USD cho bản Icon trong khi hai bản còn lại đều có giá 12.195 USD. Theo hãng Ducati, Scrambler 1100 cũng sẽ quay trở lại thị trường nhưng không thay đổi so với trước, vẫn có 3 phiên bản là Dark Pro, Chibit Pro và Sport Pro. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.